Rượu đó bạn, quý vị rồi. Và các bác đặt chiếc máy giao hàng đi làm sao chín. Đây là toàn bộ các phụ tùng để thay thế các khoảng cách. Lắp chiếc máy này thì nó cũng tương tự như chiếc máy 999 kia thôi. Quý vị sẽ đặt lên trên cái cốp. Sau đó là chúng ta sẽ mở cái lắp ra. Đấy, cái cùng nó ra. Chúng ta sẽ tìm đến những chiếc ốc nhưng mà so thì cũng tương tự như chiếc máy 999. Chúng ta cũng sẽ nới lỏng con ốc này ra. Chúng ta sẽ nới lỏng bốn lớp hai bên này. Như vậy là chúng ta sẽ đặt cả. Còn chúng ta như những chiếc máy khác, thế này bạn chặt cái con lợn lại. Lấy cái lò xo mắc như cái trước này. Chúng ta sẽ tiến hành lắp cái quả lô rất. Quý vị quen tay lắp rất là nhanh. Chúng ta sẽ mắc vào xo. Tương tự cái bên kia thì chúng ta cũng sẽ lấy lọc. Lấy lọc cái khớp lối ra. Chúng ta ấn kịch ra. Chúng ta sẽ ấn kích vào.
sau đó chúng ta sẽ xiết ốc, xiết hết những con ốc mà chúng ta vừa lấy lỏng ra. Như vậy là tôi vừa hoàn thành ra việc lắp chiếc máy gieo hạt đa năng 989.